28 tháng 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận Tân Phú đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân. Trước đó khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, một căn nhà ở đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy. Nhận tin, phòng BC07 đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 45 cán bộ chiến sĩ có mặt dập lửa. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã cứu được anh H, sinh năm 2007 và anh V, sinh năm 1998, chuyển bệnh viện cấp cứu điều trị. Đến 3 giờ 20 phút cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến anh H, sinh năm 2001, tử vong. Căn nhà có diện tích 378 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Cảnh sát Hàn Quốc đang đề nghị tòa ra lệnh bắt giữ một người đàn ông tên Lee với cáo buộc vi phạm luật an toàn hàng không, viện dẫn mức độ nghiêm trọng của trường hợp này và nguy cơ đối với chuyến bay. Với cáo buộc trên, bị can có thể phải đối mặt với mức án tới 10 năm tù giam. Trước đó, ông Lee, 33 tuổi, đã bất ngờ mở cửa thoát hiểm khi chiếc máy bay chở ông cùng 193 người khác đang ở độ cao 213 m và chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu. Vụ việc đã khiến 12 người gặp triệu chứng khó thở và một số người phải nhập viện sau đó. Rất may chuyến bay đã hạ cánh an toàn. Khi bị thẩm vấn, ông Lee đã khai với cảnh sát rằng lúc đó ông muốn nhảy ra khỏi máy bay vì thấy ngột ngạt. Ông cũng cho biết bản thân đang bị trầm cảm sau khi bị thôi việc. Chuyến bay nói trên của hãng hàng không Asiana Airlines khởi hành từ đảo Jeju đi Daegu. Ngày 27 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng cùng ngày, người dân ở thôn Trung Đoài, xã Cẩm Dương phát hiện bà B, 86 tuổi, đã tử vong nằm trên giường, còn con gái của bà là N, 47 tuổi, đã tử vong ngoài hiên nhà. Nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên, Công an xã Cẩm Dương có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Dương, lâu nay hai mẹ con bà B sống cùng nhau. Cả hai người đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội, trong đó bà B mỗi tháng được hưởng 720.000 đồng, còn N mỗi tháng được hưởng 540.000 đồng. Ngày 27 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ, kiên quyết xử lý đúng pháp luật vụ cháu B, 20 tháng tuổi, ngụ xã Cần Đăng, tử vong tại cơ sở giữ trẻ MN, ở ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hanh, chiều ngày 25 tháng 5, chị giữ trẻ tên T phát hiện cháu B có biểu hiện nóng sốt bất thường, nên điện thoại cho mẹ cháu là chị T, ngụ ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng và yêu cầu người nhà đến rước đưa cháu B đi khám bệnh. Lúc này chị T đang làm việc tại khu công nghiệp Bình Hòa, điện thoại nhờ cha ruột là ông D đến rước cháu. Đến khoảng 14 giờ 55 phút, ông D đến rước cháu thì thấy cháu bị sốt cao, nên nhanh chóng chở cháu về nhà và cùng vợ đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu. Sau hơn 1 giờ cấp cứu, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cháu B tử vong. Theo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hanh, cơ sở giữ trẻ MN do bà AT làm chủ. Từ năm 2015 đến nay, dù qua nhiều lần kiểm tra, nhưng cơ sở vẫn không đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, nên chính quyền địa phương yêu cầu cơ sở này ngưng hoạt động. Tuy nhiên, cơ sở vẫn lén lút hoạt động. Liên quan đến vụ thanh niên đâm chết bạn tại phòng trọ ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tối ngày 27 tháng 5, Công an thành phố Tân Uyên đang tạm giữ Lê Phú Quý, 27 tuổi, quê An Giang để điều tra hành vi giết người. Qua test nhanh, nghi phạm dương tính với chất ma túy. Trước đó, chiều cùng ngày, người dân sống tại dãy nhà trọ ở tổ 2 khu phố An Thành, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, nghe tiếng la hét, đuổi nhau của hai nam thanh niên. Hậu quả, một nam thanh niên 26 tuổi quê An Giang tử vong tại chỗ. Bước đầu, Quý khai phòng trọ này do Quý và vợ thuê để ở, còn nạn nhân thì ở khu khác vừa chuyển tới ở tạm được 3 ngày để chờ xin việc. Sáng cùng ngày, sau khi vợ Quý đi làm thì hai thanh niên này rủ nhau chơi ma túy. Do bị ảo giác nên khi thấy nạn nhân nằm ngủ trên võng, Quý đã dùng dao đâm nạn nhân. Liên hoan phim Cannes đã chính thức khép lại với lễ bế mạc tổ chức vào tối ngày 27 tháng 5 theo giờ Pháp, tức rạng sáng ngày 28 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Tác phẩm The Port of View của đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đã được vinh danh giải đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên ông có phim tranh giải cành cọ vàng. The Port of View là một bộ phim về ẩm thực với sự tham gia của Julia F. Panocchi và Phenol Magamil trong vai một cặp đôi. Cách đây đúng 30 năm, đạo diễn Trần Anh Hùng cũng tham gia liên hoan phim Cannes và giành giải Camera Vàng cho phim đầu tay xuất sắc với Mùi đu đủ xanh. Đặc biệt, đại diện duy nhất của điện ảnh Việt, đạo diễn Phạm Thiên Ân đã giành giải Camera Vàng cho phim đầu tay xuất sắc nhất với Bên trong vỏ kén vàng. Bayern chỉ giành chức vô địch Đức trong những phút cuối cùng của mùa giải vào thứ Bảy, khi Jamal Musiala ấn định chiến thắng 2-1 trước Coland với bàn thắng ở phút 89, giúp đội kết thúc ngay trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng trước Borussia Dortmund. Đội đã đánh mất mọi thứ trong tay sau trận hòa Man 2-2. Ngay sau đó, câu lạc bộ ra thông báo rằng ban giám sát của họ đã quyết định sa thải giám đốc điều hành Oliver Kahn và giám đốc thể thao Hasan Salihamidžić và có hiệu lực ngay lập tức. Cả Kahn và Salihamidžić đều phải chịu áp lực sau khi Bayern sa sút phong độ ở mùa giải này. Cuộc đua vô địch Bundesliga bất ngờ trở thành cuộc đua khó khăn nhất so với 10 chức vô địch liên tiếp trước đó. Bayern cũng bị loại từ tứ kết ở cả Champions League và Cúp Quốc gia Đức. Chủ tịch câu lạc bộ Herbert Hainer cho biết quyết định sa thải hai quan chức hàng đầu này được đưa ra vào thứ Sáu. Họ đã chỉ định Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Jen Christensen sẽ tiếp quản vị trí giám đốc điều hành từ Cannes, trong khi vẫn cần thời gian tìm người kế nhiệm Salihamidžić. Bayern cũng đã triệu tập một cuộc họp báo vào Chủ nhật để giải thích về quyết định của mình.